toàn các bác nhá. Trong một buổi tối rồi, gần tối rồi, bên hàng Hoàng Hà chúng em thì đã đóng hàng xong gần hết rồi nhá. Đấy, các cái hàng hôm nay bên em sẽ chuyển đi, bên em đã đóng gần xong đây rồi. Và một số các cái hàng nữa thì bên em đóng ở bên kho nhá. Đấy, thì trong buổi chiều hôm nay thì em cũng đang muốn gửi đến tất cả các bác thêm một cái combo nữa. Và cái combo ở ngày hôm nay thì là cái combo đồng màu nhá các bác nhá. Đấy, combo mà các bác đã mong chờ bên em rất là nhiều rồi. Thì ngày hôm nay ở đây thì em cũng sẽ giới thiệu đến tất cả bác. Thì ở đây là em có một con vang K30 Pro. Cái dòng này thì bên em đã về và giới thiệu trên kênh khá là nhiều rồi. Cái dòng K30 Pro này như này, cũng như là con CB800 Pro nhá. Cái dòng CB800 Pro là cái dòng cao cấp hơn so với cái dòng 600 Pro. Thì bên em cũng đã làm rất là nhiều rồi. Đấy, hai cái sản phẩm này thì bên em đã giới thiệu rồi. Và đặc biệt thì ngày hôm nay bên em làm vào đây là một cái combo hai sản phẩm như này. Và hai sản phẩm này bên em, nếu như bác nào lấy cả hai sản phẩm thì bên em sẽ đều giảm giá cho tất cả bác nhá. Đấy, bởi vì dạo gần đây bên em làm một số cái combo thì là các cái combo mà màu của nó là màu sáng rồi. Thì rất nhiều bác là các bác với cái bộ dàn nhà mình, như kiểu các bác dùng cái âm ly hay là dùng một cái cục đẩy thì màu nó đen ấy, thì các bác không thích dùng màu như thế. Thì ngày hôm nay là em làm luôn thêm cái combo như này. Combo hai màu nhá. Và hai màu này thì là hai màu tối cho tất cả bác để các bác sử dụng ở tầm gia đình. Đấy, thì ở đây thì là em cũng nói lại luôn một chút về cái con vang K30 Pro như thế này. Con này thì bắt được Bluetooth nhá. Bluetooth, các bác nhìn thấy cái dầu của nó này, rất là xa luôn, cho khả năng bắt sóng cực kỳ xa luôn. Cho nên tất cả bác có thể yên tâm mà sử dụng. Cũng như là các cái con vang ở đây thì có hai cổng aux vào này, các bác có thể sử dụng chỉnh ở đây nhá. Và cổng đây là bốn cái cổng, ba cổng mic này và thêm cổng mic ở đằng sau nữa. Đấy, khi các bác đầu nối cái mic không dây thì có thể đầu nối thoải mái nhá. Đấy, cũng như cái hàng này bên em đây thì là bên em giới thiệu rồi, cho nên ở đây em chỉ nói sơ qua như vậy thôi. Cũng như là con CB600 Pro như này. Con 600 Pro như này thì là với bác nào mà ghép cái bộ dàn tối thì con này thật sự rất là ok nhá. Với con hàng như này, bởi vì giá cả nó cũng ổn định nữa. Bên em nhập về nhiều thì giá cả bao giờ nó cũng ok rồi. Còn ở đây thì là em cũng giới thiệu lại một chút về con nâng tiếng TD Acoustic như này. Của cái dòng Acoustic thì từ trước đến nay, các cái dòng Acoustic thì bên em làm nó về cái chất lượng của nó thì từ trước đến nay thì các bác bên em hầu như là trước đến giờ không có bảo hành cái con CB800 này nhá. Đấy, ở cái dòng 600 ngày trước thì có một chút cái con bảo hành đấy về cái chất lượng của nó, nhưng mà ở cái dòng đời mới con 800 này thì bên em đã cho đi khoảng tầm gần 1000 con. Và hiện tại ở đây là cũng chưa có hàng gì gọi là các bác phản ánh về cái chất lượng của sản phẩm nhá, cho nên tất cả các bác có thể tin dùng. Và hai cái con này thì hiện tại bên em sẽ gửi đến tất cả các bác một cái giá của nó ngày hôm nay, thì cái giá cực kỳ ok nhá. Đấy, giá cả thì em sẽ không nói trên kênh mà em sẽ để trên thanh tiêu đề nhá. Bác nào có thể theo dõi cũng như là lướt xuống cái phần mô tả thì bên em sẽ để hoàn toàn chi tiết các cái sản phẩm như này nhá các bác nhá. Đấy, cực kỳ ok luôn cho hai sản phẩm như này. Vừa bắt sóng Bluetooth rất là xa luôn, cũng như là mic đảm bảo cho tất cả bác, cũng như riêng về cái con vang này thì chống hú cực kỳ tốt luôn. Đấy, và ở đây các cái con nâng tiếng như này thì nâng tiếng chống chép lên cực kỳ ok nhá. Đấy, clip này em chỉ làm đây thôi. Em code em gửi đến tất cả các bác một cái dòng vang và một cái con nâng tiếng của K30 Pro, cũng như là cái con CB800 Pro như thế này. Thì với tất cả bác nào đang có nhu cầu sử dụng cho mình để nâng cấp cái con âm ly cũng như là nâng cấp cái bộ dàn nhà mình lên, thì các bác hoàn toàn có thể sử dụng hai con sản phẩm như này ở đây nhá. Đấy, các bác hoàn toàn có thể tin tưởng cũng như là sử dụng hai sản phẩm này, bởi vì bên em đã kiểm định chất lượng rồi, hai sản phẩm này cho đi thì cực kỳ ok luôn. Đấy, và bác nào mua combo nhá, em nhắc lại, bác nào mua combo thì bên em sẽ để giá cực kỳ ok cho tất cả bác nhá. Đấy, clip này em chỉ làm đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các clip tiếp theo nhé.